kính chào quý vị. Hôm nay thứ hai ngày 18 tháng 5 năm 2020. Bây giờ mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Trong chương trình thời sự 18 giờ 30 phút tối nay có những thông tin đáng chú ý sau. Quyện Bến Lức kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và khen thưởng điển hình học tập làm theo bác. Lãnh đạo đảng nhà nước vào lăng giếng bác. Đến thế giới Mỹ chưa ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 tăng cao tại những khu vực mở cửa trở lại chiều nay ngày 18 tháng 5 Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Phạm Văn Cảnh tổ chức hội nghị với các sở ngành và các đơn vị liên quan để góp ý thông qua dự thảo đề án phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2020-2025 định hướng đến năm 2030 Đô thị thông minh chính là giải pháp chiến lược tận dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề như nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, nâng cao năng lực cạnh tranh, quản lý đô thị tinh gọn. Bước đầu dự án đô thị thông minh sẽ triển khai trên địa bàn thành phố Tân An với kinh phí dự kiến khoảng 500 tỷ đồng. Mục tiêu đến năm 2025, thành phố Tân An tiếp cận triển khai các dịch vụ đô thị thông minh hiện đại như các thành phố thông minh hiện đại trong khu vực và trên thế giới, trong các lĩnh vực chiếu sáng, giao thông, an ninh trật tự, quản lý đô thị, môi trường, y tế, giáo dục. Tại hội nghị, các ngành đã thảo luận chỉ ra những thuận lợi khó khăn và đề xuất giải pháp để hoàn chỉnh đề án theo hướng sát giới điều kiện của tỉnh, mang lại hiệu quả cao khi triển khai thực hiện trên cơ sở ghi nhận ý kiến đóng góp của các sở ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân thành phố Tân An, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Cảnh nhấn mạnh, đề án đô thị thông minh phải được triển khai trên cơ sở tận dụng tối đa hạ tầng sẵn có. Riêng Sở Thông tin và Truyền thông, đơn vị đầu mối thực hiện đề án tiếp tục theo dõi tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ đạo các sở ngành địa phương tập trung triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu ngành địa phương, đảm bảo khả năng tích hợp chia sẻ dữ liệu để phục vụ phát triển dịch vụ đô thị thông minh trong thời gian tới. Đồng thời, tham mưu xây dựng kiến trúc ICT cho đô thị thông minh ngay sau khi đề án được phê duyệt để làm cơ sở cho các ngành triển khai các dự án thành phần trong phát triển dịch vụ đô thị thông minh của các ngành. Đối với Ủy ban nhân dân thành phố Tân An phải kịp thời đào tạo chuẩn bị nguồn nhân lực để triển khai, quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng dịch vụ đô thị thông minh. Ngày 18 tháng 5 năm 2020, quận quỹ bến nước kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sơ kết 4 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, khen thưởng điển hình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bà Trương Thị Thanh Thủy, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Long An đến dự. 4 năm qua, việc tổ chức thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn quyện quan tâm đẩy mạnh và đã trở thành việc làm thường xuyên. 4 năm qua đã có 107 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị tập huấn nghiệp vụ được tổ chức với gần 10.600 học viên tham gia. Trong đó nội dung giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách của bác được sắp xếp phân phối phù hợp vào chương trình. Trong 4 năm từ quyện đến các xã thị trấn đã có gần 30 mô hình học tập và làm theo bác được xây dựng. Trong đó có nhiều mô hình nổi bật như mô hình nhặt rác của xã Thanh Phú, dòng tay yêu thương của xã An Thạnh, hỗ trợ bò sinh sản cho người nghèo của xã Tân Vũ, hỗ gạo thanh niên của xã Thạnh Hòa. Ngoài các mô hình thì việc học tập và làm theo bác cũng được các cấp các ngành và nhân dân thực hiện gắn với việc làm thường xuyên hàng ngày. Tại hội nghị, bên cạnh việc xem phim tư liệu "Những giờ phút cuối đời của bác hồ", các đại biểu cũng nghe đại tá Đặng Thanh Chân nhân chứng đã trực tiếp gặp bác hồ, giao lưu chia sẻ những kỷ niệm về lần gặp gỡ bác cách đây hơn nửa thế kỷ. dịp này có 9 tập thể và 30 cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quyện vì có thành tích điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong suốt 4 năm qua. Sáng nay 18 tháng 5, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020 và trao quy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 16 đảng viên. Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Hoàng Đình Cán đến dự. Sau 4 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, cán bộ, đảng viên, công chức viên chức lao động trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đoàn kết nội bộ, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí kịp thời nhắc nhở và tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong quá trình tổ chức thực hiện tại cơ sở coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đồng đốc việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, tổ chức thực hiện hiệu quả việc giám sát của tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên. Tính đến quý 1 năm 2020, có 76 trên 83 đơn vị đã tổ chức cho đảng viên và quần chúng học tập chuyên đề 2020, đạt 96%. Thời gian tới, đảng quỹ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị theo chuyên đề của từng năm gắn với việc thực hiện nghị quyết trung ương 4 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, để mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, những tập thể cá nhân điển hình trong học tập và làm theo bác. Tại hội nghị, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tặng giấy khen cho 14 tập thể và 36 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020. Dịp này, Ban Thường vụ Đảng Quỹ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã trao quy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 14 đảng viên. Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của bác, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2020. Ngày 18 tháng 5 năm 2020, Quyền quỹ Đức Hòa tổ chức lễ trao tặng quy hiệu 60, 55, 50, 45, 40 năm tuổi đảng đợt 19 tháng 5 cho các đảng viên có nhiều đóng góp cống hiến lâu dài trong sự nghiệp cách mạng của đảng. Trong số 27 đảng viên được trao tặng đợt này, có một đồng chí được trao quy hiệu 65 năm tuổi đảng, 11 đồng chí được trao quy hiệu 60 năm tuổi đảng, 6 đồng chí được trao quy hiệu 55 năm tuổi đảng, 6 đồng chí được trao quy hiệu 50 năm tuổi đảng, 3 đồng chí được trao quy hiệu 45 năm tuổi đảng và 26 đồng chí được trao quy hiệu 40 năm. Ngoài ra trong đợt này, Đảng ủy cơ sở trực thuộc quyền quỹ tổ chức trao quy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 16 đảng viên nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Long An làm theo lời bác. Ngày 17 tháng 5, Chi đoàn Cơ sở Đài Phát Thanh và Trung hình Long An tổ chức chương trình Bách Quá Không Đồng tại xã biên giới Mỹ Thành Tây, huyện Đức Huệ. Chương trình kỳ này có sự phối hợp đồng hành của Chi đoàn Cơ sở Bảo hiểm Xã hội, Cục Thuế tỉnh, Mobifone Long An và đoàn Cơ sở agribank Long An. Đến chế Bách Quá Không Đồng, người dân có hoàn cảnh khó khăn được các tình nguyện viên hướng dẫn lựa chọn các mặt hàng thiết yếu như dầu ăn, nước mắm, nước tương, đường, trứng, sữa, nước rửa chén. Dù mỗi mặt hàng có giá trị thực tế khác nhau, nhưng tại Bách Quá này thì chúng đều có một giá trị chung, đó là không đồng. Mỗi người dân sẽ được lựa chọn tối đa 5 mặt hàng thiết yếu với tổng giá trị là khoảng hơn 100.000 đồng đặc biệt để hạn chế rác thải từ các loại túi ni lông. Khi đến Bách Quá Không Đồng, người dân còn được cung cấp thêm túi chống rác thải nhựa của Aribank Long An. Chương trình Bách Quá Không Đồng đã trao hơn 200 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã biên giới Mỹ Thành Tây. Chương trình Bách Quá Không Đồng hoạt động từ nguồn hỗ trợ của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm. Tất cả đều mong muốn chung tay giúp cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện chọn lựa các nhu yếu phẩm cần thiết, giảm bớt gánh nặng mưu sinh trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Chương trình Xếp Chia sẻ Yêu Thương đã đến quyền Cần Chùa nhằm hỗ trợ cho khách hàng là công nhân lao động nghèo vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đây là chương trình do Tổ chức Tài chính Chi Jimosef phát động từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 31 tháng 5 năm 2020 tại 34 chi nhánh trên toàn quốc. Đến với chương trình, mỗi khách hàng của sếp sẽ được tặng 20 kg gạo, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn nhằm nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe, bảo vệ cộng đồng đến nay chương trình đã hỗ trợ cho 18.000 khách hàng là công nhân, lao động đặc biệt khó khăn bị mất hoặc ngưng việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 với tổng giá trị 3,3 tỷ đồng. Ngoài ra, xét triển khai thực hiện gói hỗ trợ 3 tỷ đồng cho việc miễn giảm lãi, kéo dài thời gian trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng đang gặp khó khăn, giảm lãi suất đối với khách hàng ngành giáo dục, hỗ trợ cho chơi khẩn cấp lãi suất thấp đối với khách hàng đặc biệt khó khăn. Tổng kinh phí hỗ trợ của chương trình là 6,5 tỷ đồng. Từ số tiền đóng góp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xã và nguồn vận động xã hội quá, mô hình dạng tấm lồng vàng của đảng ủy xã Thành Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã hỗ trợ nhà ở, vốn sản xuất cho nhiều hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn để có điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống. Tháng 9 năm 2019, mô hình dạng tấm lòng chàng được triển khai thực hiện. Mọi người đều đồng thuận tham gia đóng góp trên tinh thần tự nguyện. Khi đã quy động được nguồn quỹ, cuối năm 2019, Đảng ủy xã triển khai xóa nhà tạm cho gia đình chị Trần Thị Kiều Nhi, hộ cận nghèo ấp 4. Ngôi nhà được khởi công xây dựng với tổng kinh phí 80 triệu đồng, trong đó mô hình dạng tấm lòng vàng hỗ trợ 60 triệu đồng, gia đình đóng góp 20 triệu đồng. Dạ, có nhà thì cũng mừng để cố gắng làm, đừng hỏi có bị mưa dột nữa. Có tiền thì cất nhà xong gửi con đi làm để kiếm tiền lại cho con. Em cảm ơn xã với đảng quỹ xã đã giúp em cho em số tiền để em có nhà mở Qua hơn 6 tháng triển khai, số tiền quỹ của mô hình được 220 triệu đồng, Thông qua đó, đảng ủy xã ra soát xem xét hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà đại đoàn kết cho ba hộ khó khăn về nhà ở, tổng trị giá 180 triệu đồng. Không chỉ xây nhà, địa phương còn đến thăm hỏi những gia đình có người thân bị tai nạn giao thông, mắc bệnh hiểm nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn phải nghỉ học giữa chừng. Mỗi trường hợp được hỗ trợ từ 2 đến 3 triệu đồng. Ông Võ Thành Nghĩa, ngụ ấp Ba là lao động chính trong gia đình có 5 nhân khẩu ấp à, cũng có thấy hoàn cảnh của em vợ Tổng Nghĩa là bị tai nạn đột xuất vậy thì cũng có đề xuất lên cái chỗ mặt trận tổ quốc xã thì cũng có trước ủy Tấm đồng vàng để hỗ trợ cho em vợ Tổng Nghĩa này uống thuốc để hồi phục sức khỏe lại để còn làm kinh tế để nuôi cho ba đứa con đi học nữa bản thân vợ cũng bệnh. Tôn chỉ của mô hình cũng là giúp đỡ những hộ nghèo những người mà bệnh hiểm nghèo là một tháng chúng ta sẽ cho tiền cấp cấp cái tiền mà khám chữa bệnh là từ 1 triệu đến 1 triệu rưỡi nhưng không quá một năm sau một năm nếu mà tình trạng vẫn như vậy thì mình tiếp tục cấp tiếp tục tiếp theo thì qua cái mô hình này thì mặt trận tổ quốc cũng kêu gọi toàn xã hội những mạnh thường quân chúng ta chung tay để ủng hộ để xây dựng cái mô hình này nhằm giúp đỡ người dân dạng tấm lòng vàng Mô hình học tập và làm theo gương bác mà Đảng ủy xã Thanh Lợi lựa chọn và triển khai thực hiện đã phát huy hiệu quả, góp phần giúp hộ nghèo cận nghèo dơ bớt khó khăn, có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Sáng 18 tháng 5, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt dòng qua vào lăng chiến Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của người, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2020. Dòng qua của đoàn mang dòng chữ, đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đại. Trước anh Linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước bày tỏ lòng thành kính, lòng biết ơn vô hạn với bác Hồ, người sáng lập rèn luyện đảng ta, cũng như công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng dễ dàng của đảng và dân tộc ta đi theo con đường cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh dạch ra. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, đảng ta luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Dân dùng phát triển, sáng tạo chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng nâng cao quy tính, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Tiếp tục thực hiện tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới, các cấp quỹ, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể tích cực thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, có phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tiếp đó, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Quỹ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến đặt dòng qua và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ dòng qua của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Sáng cùng ngày, các đoàn quân quỹ trung ương, bộ quốc phòng, đảng quỹ công an trung ương, bộ công an, thành phố hà nội, ban chỉ đạo phối hợp hoạt động cùng di tích lịch sử văn hóa ba đình đã đến đặt dòng qua vào lăng diễn chủ tịch hồ chí minh và đặt dòng qua tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Sáng ngày 18 tháng 5, thành phố Cần Thơ tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các ngày lễ lớn. Ôm lại cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống Đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố cam kết nghiêm túc, quyết liệt thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19, tích cực thực hiện các phương án phục hồi sản xuất kinh doanh và các hoạt động xã hội, tạo tinh thần quyết tâm, khí thế thi đua sôi nổi để hoàn thành nhiệm vụ chính trị tập trung tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, đầu tư phát triển nhanh đồng bộ và bền vững kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố và liên kết vùng. Tiếp tục chăm lo phát triển con người một cách toàn diện, chú trọng công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ cũng đã tiến hành trao quy hiệu cao niên tuổi đảng cho 275 đảng viên. Tình hình dịch Covid-19 và một số biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cập nhật đến 14 giờ 30 phút ngày 18 tháng 5 năm 2020 như sau. Toàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh Covid-19. Tổng số người được cách ly là 2.375 người, trong đó số người cách ly tại y tế tập trung là 582 người, trong đó có 576 người đã hoàn thành cách ly 14 ngày, 6 người hiện đang cách ly. Số người cách ly tại cơ sở là 1.793 người, trong đó có 1.758 người đã hoàn thành cách ly 14 ngày, 35 người đang theo dõi cách ly.